Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay có các nội dung sau đây. Những gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2013-2018 ở Yên Mỹ. Xã Việt Hưng lưu giữ hai giếng cổ hàng trăm năm tuổi. Huyện Phù Cừ quan tâm bảo vệ cây cổ thụ. Cảnh báo giao bán tiền giả trên mạng xã hội Facebook. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, những tủ sách ngủ đông quanh năm. Cuối chương trình Mục Tinh Hoa Phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng về thăm đền Đào Nương, vị tổ nghề ca trù Việt Nam. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2013-2018, huyện Yên Mỹ có 6 gia đình tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân tỉnh vinh danh. Đó là gia đình ông Nguyễn Khắc Sương, xã Yên Phú, gia đình ông Lê Văn Tiện, xã Giai Phạm, gia đình ông Đỗ Xuân Trúc, thị trấn Yên Mỹ, gia đình ông Nguyễn Văn Giới, xã Nghĩa Hiệp, gia đình ông Luyện Ngọc Tân, xã Ngọc Long, gia đình ông Trần Đình Công, xã Tân Lập. Các gia đình trên đều đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn, gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, sống chan hòa với bà con lối xóm, tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. 100% các gia đình sống từ 3 tới 4 thế hệ trong cùng một nếp nhà. Những năm gần đây, nhân dân thôn Phù Đình, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang tích cực đóng góp để xây dựng các công trình văn hóa tín ngưỡng trong thôn. Năm 2017, nhân dân đã công đức 7 tỷ đồng để xây dựng chùa làng Phù Liệt, trong đó riêng bà Trần Thị Hoài Anh, người con quê hương đang sinh sống ở Hà Nội, công đức 5 tỷ đồng. Hiện nay, thôn Phù Đình đang tu bổ, khôi phục ngôi tiền đình của đình làng Phù Liệt từ nguồn kinh phí gần 2 tỷ đồng do nhân dân trong thôn và người con xa quê hương ủng hộ. Những việc làm trên đã thể hiện sự chung tay hưởng ứng của nhân dân thôn Phù Đình trong khôi phục xây dựng lại các công trình văn hóa tín ngưỡng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ở địa phương. Hiện nay tại xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm vẫn còn lưu giữ được hai giếng cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi tại thôn Mễ Đậu và thôn Phả Lê. Do biến đổi của thời gian, giếng làng Mễ Đậu đã bị xuống cấp nên vào năm 2015, dân làng đã tôn tạo lại khu vực giếng, tiến hành thả bèo hoa dâu và thả cá vàng để đảm bảo nguồn nước trong lành. Được biết vào năm 1950, tại khu vực này, thực dân Pháp đã tra tấn và giết hại đồng chí Nguyễn Văn Hào, người con của Việt Hưng. Sau này được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Với giếng nước ở làng Phả Lê, hiện vẫn giữ được nguyên vẹn, giếng có đường kính 1,4 mét, thành được xây bằng gạch, phía trên miệng giếng dựng đá xanh. Trước đây, giếng là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho dân làng Phả Lê. Theo truyền ngôn, đây cũng là nơi hóa của hai vị thân sinh ra thành hoàng làng, Phổ Cứu Đại Vương. Hiện nay trên địa bàn huyện Phù Cừ đang lưu giữ được một cây di sản và 4 cây cổ thụ. Trong đó có 4 cây đa và 1 cây đề đều có niên đại khoảng trên 100 năm tuổi. Tiêu biểu như cây đa La Tiến thuộc địa bàn xã Nguyên Hòa được công nhận là cây di sản vào năm 2015. Đây là nơi ghi dấu tội ác của thực dân Pháp và bè lũ tay sai đã giết hại 1.145 cán bộ chiến sĩ và đồng bào ta bằng nhiều hình thức cực kỳ dã man như cắt cổ, mổ bụng, bêu xác trên ngọn đa. Hay cây đề ở xã Đình Cao hiện vẫn còn treo một mảnh bom làm kẻng từ giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong thời kỳ bao cấp, hợp tác xã dùng tiếng kẻng để báo giờ xã viên đi làm và làm hiệu lệnh để truyền tin tức. Những cây di sản, cây cổ thụ này đều được chính quyền địa phương xây bồn gắn biển về niên đại và các sự kiện liên quan. Việc làm này không chỉ giúp lưu giữ không gian văn hóa làng mà còn giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của địa phương. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều trang giao bán tiền giả. Hoạt động này diễn ra khá công khai mà chưa có hình thức xử lý. Chỉ cần vào mạng xã hội Facebook, gõ tìm kiếm từ khóa tiền giả, shop tiền giả thì rất nhanh sau đó xuất hiện hàng loạt trang Facebook đăng thông tin giao bán tiền giả. Hoạt động mua bán tiền giả trên mạng diễn ra khá công khai, thách thức cơ quan chức năng với những lời chào mời có cánh như giống tiền thật 99%, không cần đặt cọc, thanh toán nhanh gọn, kèm theo những số điện thoại của cả người bán. Tiền giả thường có mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng, được bán theo tỷ lệ 1:10, tức 1 đồng tiền thật đổi 10 đồng tiền giả. Những mẫu quảng cáo này đăng rất mới, chỉ khoảng vài ngày trở lại đây.
tại Điều 180 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 quy định. Đối với tội phạm sản xuất, lưu hành tiền giả sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Các đối tượng sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến chung thân, tùy theo mức độ phạm tội. Thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc tang, hầu hết các gia đình trong thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đều thực hiện hỏa táng khi có người thân qua đời. Tính từ năm 2015 đến nay, trong thôn chỉ có duy nhất một trường hợp qua đời được địa táng theo cách truyền thống, còn lại đều được hỏa táng. Đặc biệt năm 2017, thôn có 21 người qua đời đều được đưa đi hỏa táng. Nguyên nhân có nhiều gia đình ở thôn Thanh Xá lựa chọn hình thức hỏa táng là do nhận thức được ưu điểm văn minh, nhanh gọn, tiết kiệm, chỉ làm một lần là xong. Bên cạnh đó, các gia đình, cán bộ, đảng viên, gương mẫu đi đầu. Trong khi tỉnh ta đang khuyến khích nhân dân thực hiện hỏa táng khi có người thân qua đời, thì thôn Thanh Xá là một điển hình cho nhiều nơi khác tham khảo, học tập để nhân rộng phong trào hỏa táng tại địa phương mình. Là một trong những yếu tố cấu thành thiết chế văn hóa cơ sở, đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ văn hóa cho người dân. Thế nhưng cho đến nay, hoạt động của những tủ sách pháp luật ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phù Cừ đang rơi vào trong tình trạng có cũng như không, hầu như chỉ mang tính chất tượng trưng. Sau một thời gian chờ đợi người đến mở cửa, phóng viên chúng tôi đã tiếp cận được với tủ sách pháp luật của thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ. Tủ sách lặng lẽ nằm ở một góc rất khuất, phủ đầy bụi bẩn. Trong tủ cũng chỉ vẹn vẹn có vài ba chục cuốn, đa phần là sách rất cũ. Theo lời kể của trưởng thôn, do thôn chưa có nhà văn hóa nên tủ sách phải đặt ở đình làng. Vì thế không phải lúc nào cũng mở cửa cho mọi người đến đọc được. Trưởng thôn cũng nhấn mạnh, nếu có mở cửa thì cũng không ai đến đọc. Trước có mấy cụ cao niên thi thoảng đến tìm tài liệu. Nay các cụ mất rồi, chẳng còn ai tìm đến nữa. Thị trấn Trần Cao có 4 thôn, thôn nào cũng có tủ sách pháp luật. Vị trí đặt tủ sách ở các thôn không giống nhau, tùy vào điều kiện bố trí sắp xếp của từng thôn. Nhưng tình trạng vắng lặng tại các điểm đặt tủ sách ở mỗi thôn thì có lẽ không khác gì nhau. Tủ sách pháp luật thôn Quang Xá, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ được đặt ở nhà văn hóa thôn, vị trí rộng rãi, thoáng mát cùng với đầu sách tương đối phong phú, đa dạng. Nhưng có lẽ cũng chưa đủ sức hấp dẫn để lôi kéo người dân đến đọc sách. Chúng tôi thì các hội nghị thường mở ở đây. Mở ở đây thì hoặc là các ngày hội hoặc là các tổ chức trong những ngày của các người cao tuổi đánh bóng chẳng hạn. Thì mọi người đến đây thì chúng tôi cũng mở sách buổi chiều, đã biết được tầm buổi chiều thôi. Buổi chiều thì vẫn đến là cũng nhiều người, chúng ta nhìn thấy sách người ta muốn hỏi, muốn ta xem tại chỗ thì cũng thực ra thì cái số mượn về thì ít. Thông thường, tủ sách pháp luật có quy mô không lớn, nơi ít chỉ có vài chục đầu sách, nơi nhiều thì có trên 100 đầu sách. Tuy nhiên, tại thôn Tần Tiến, xã Minh Tân đã xây dựng được thư viện của thôn với hàng nghìn đầu sách báo, tạp chí. Trong tỉnh ta, số thư viện ở thôn, xã như thế này là không nhiều. Bên cạnh nguồn sách do thư viện tỉnh luân chuyển về, thì người dân nơi đây đã tự đóng góp để mua thêm. Những năm đầu mới thành lập, ngày nào thư viện cũng tấp lập người đọc sách, người trả sách. Nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng của bà con trong thôn, trong xã và nhiều xã bạn tìm đến để cập nhật tin tức, tiếp nhận thông tin. Nhưng lâu dần, cùng với sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như Internet mà người đọc ngày càng thưa, thậm chí có những người nhà ngay gần thư viện nhưng cũng chả bao giờ đến đọc. Tôi chưa bao giờ đến đây bao giờ cả, bởi vì cũng gần đây cũng không có thời gian đến đây. Thì cháu cũng đi học cả ngày, không có thời gian đến đây đọc bao giờ cả. Ngày nay, người dân không mấy mặn mà với các tủ sách pháp luật. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự phát triển của công nghệ thông tin. Người dân có thể nhanh chóng cập nhật kiến thức pháp luật cũng như khoa học kỹ thuật qua các phương tiện thông tin đại chúng, điện thoại thông minh, máy tính, nên nhiều người ngại tìm đến các tủ sách pháp luật. Để khơi được cái văn hóa đọc của người dân ấy, mà đặc biệt trong cái thời buổi mà cái công nghệ thông tin nó phát triển như thế này ấy, thì cái lượng người đến đọc thì nó phải, thứ nhất là nó phải có cái đổi mới về cái lưu lượng thông tin, cái đầu sách nó phải có cái sự đổi mới. Thứ hai là cần phải có cái cơ chế đối với những người mà tham gia để phục vụ ở các cái điểm đọc. Nên bây giờ thì tất cả là đều là xã hội hóa, và cũng cái nữa là họ không có công gì cả. Chỉ có những người mà họ có tâm huyết trong cái việc đó thì họ đứng ra này làm. Thì cái việc này thì tôi nghĩ là nếu mà phát triển được, mà để khai thác được cái này, khơi dậy được cái văn hóa đọc ấy thì
cái quan trọng là ở đây là phải tìm được những người tâm huyết, và đồng thời là cũng phải có cái cơ chế hỗ trợ một phần cho những người mà làm cái công việc này. Mà phát huy được cái này thì nó cũng giải quyết được một số vấn đề liên quan đến cái văn hóa ở các cái cơ sở. Đây là thực trạng tại hầu hết các tủ sách pháp luật ở các địa phương trên địa bàn huyện Phù Cừ hiện nay. Thiết nghĩ, việc thành lập tủ sách pháp luật, nhân rộng thói quen đọc sách là một việc làm rất nhân văn. Song để những giá trị nhân văn ấy bị bỏ rơi, bị lãng quên lại là một việc làm phi văn hóa. Có nên tiếp tục duy trì những tủ sách pháp luật và việc duy trì những tủ sách ấy sao cho có hiệu quả? Đó là câu hỏi mong các cấp có thẩm quyền giải quyết để không còn cảnh các tủ sách pháp luật ở trong tình trạng là những tủ sách ngủ đông quanh năm. Đền thờ bà Đào Nương nằm trong một con ngõ nhỏ thuộc làng Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Di tích đã được nhà nước công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 16 tháng 11 năm 1988. Tương truyền vào thế kỷ 15, đó là nơi phủ hoa phố chợ nhộn nhịp và là chốn để Đào Nương hành nghề ca hát. Hiện thân và sinh sống vào khoảng thế kỷ 15, nàng ca nhi họ Đào, nhan sắc xinh đẹp, hát hay, múa khéo, tiếng đồn tài hoa dậy khắp mọi nơi. Năm ả Đào 18 tuổi, nhà Minh mượn cớ phù trần diệt hồ, xâm lược nước ta. Chúng đóng đồn chạy ở tận các thôn, xóm, vơ vét của cải, giết hại lương dân. Đàn ông bị bắt làm phu dịch, đàn bà bị bắt làm nô tỳ. Chúng kéo đến làng Đào Đặng, dân chúng bỏ chạy cả. Nàng ca nhi họ Đào và mấy chị em chậm chân, không trốn được, đành chịu ở lại. Chúng bắt nàng phải múa hát hầu hạ trong các dịp yến tiệc. Nhờ có tài nghệ xuất sắc, các nàng làm cho chúng có phần vị nể, biến nhà ca lâu trở thành nơi đi lại nghỉ ngơi. Tương truyền khi đó, quân sĩ giặc Minh thường kéo nhau đến quán rượu của nàng Đào Nương, tập trung chè chén thâu đêm suốt sáng. Tiệc rượu no say, chúng lại lăn ra ngủ. Thời đó thì địa bàn này vốn là một vùng lau sậy tùm, nhiều côn trùng, đặc biệt là muỗi. Vì thế, để khỏi bị lạnh và tránh bị muỗi đốt, giặc Minh đã làm những chiếc bao tải bằng những cái bao gai để được ấm thân và tránh được côn trùng. Và chúng đã nhiều lần nhờ bà Đào Nương tìm cách thắt và mở túi. Và chính nhờ công việc này mà bà đã tìm ra được một cách hay để giết giặc. Sau khi thông báo mật kế với nghĩa quân, cứ đêm đến khi giặc đã ngủ, dưới sự chỉ huy của Đào Nương, anh em trai tráng trong làng lại đến khiêng từng túi để quẳng xuống sông. Khi ném chúng xuống thì các túi này đều đã được buộc thêm và được thắt chặt phía ngoài, cùng với đó là buộc thêm rất là nhiều đá, để khi chúng có vùng dậy thì cũng không thể nào thoát ra được và không thể nào tránh được đuối nước. Cứ như thế, quân số của giặc ngày càng hao hụt, cho tới một hôm, tướng giặc thấy không rõ vì sao mà số lính trong đồn tự nhiên bị hao hụt đi khác nhiều. Y vội ra lệnh kiểm điểm lại số quân, y bắt tất cả quân lính trong đồn đứng xếp hàng thành một thửa ruộng hình vuông, bốn bề có đắp tường cao, gọi là đấu đong quân, để biết thiếu đủ ra sao. Y giật mình thấy số quân sĩ vơi ít hẳn đi mà không biết duyên cớ tại đâu. Cuối cùng chúng tin rằng vùng đất này động, nghịch, linh thiêng, không thể ở được. Chúng sợ hãi liền nhổ chạy kéo đi. Dân làng Đào Đặng được trở về làm ăn, không bị giặc quấy nhiễu nữa. Cuộc sống thanh bình, hạnh phúc lại hồi sinh trên mảnh đất này. Khi nàng Đào Thị mất vào ngày 10 tháng 11 năm Nhâm Dần, dân làng tưởng nhớ công lao to lớn của bà đã lập đền thờ bà ở trung tâm của làng. Đất nước thanh bình, vua Lê Thái Tổ truy phong bà làm phúc thần chinh phục Huệ Hoa, đoan trang phương nhũ, tử cảm linh ứng, các linh thần nữ, cho sửa lại nhà thờ và cấp ruộng cúng tế hàng năm. Mộ của bà và ngôi đền ả Đào ngày nay vẫn còn ở gần chợ làng Đào Đặng, trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nổi tiếng và là niềm tự hào của nhân dân trong vùng. Đền thờ bà Đào Nương được xây dựng vào năm 1433 với kiến trúc nội công ngoại quốc, gồm 3 tòa với 19 gian. Năm 1951, ngôi đền đã bị thực dân Pháp đốt phá hoàn toàn để chúng xây dựng đồn bốt đóng quân. Đến năm 1957, nhân dân nơi đây đã xây dựng lại ngôi đền gồm 3 gian hình chữ nhật.
năm 1983, nhân dân địa phương lại tiếp tục xây dựng tòa tiền tế gồm 5 gian và 3 gian nhà dọc, nối với 3 gian cũ, tạo cho kiến trúc của ngôi đền hình chữ công, kết cấu các vì kèo theo kiểu kẻ truyền trồng giường. Nhìn chung về kiến trúc nghệ thuật của ngôi đền đều rất đơn giản, không có chạm khắc hoa văn gì đặc biệt. Tuy nhiên, một số đồ thờ tự trong đền thì vẫn được giữ nguyên vẹn như bộ khám thờ, long ngai, bài vị, ngọc phả và các bức châm cổ. Đây là những tư liệu quý để nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của nhân dân địa phương cũng như dấu tích của một thời của ngôi đền. Thưa quý vị và các bạn, đây là những hiện vật cổ hiện còn được lưu giữ tại di tích. Những hiện vật này thì đều gắn liền với nghề ca hát của bà, ví dụ như là hộp đựng trang sức, vòng tay, khuyên tai, châm ngà, lược ngà hay là quạt ngà. Tưởng nhớ đến công lao của bà, khi bà mất thì nhân dân đã lập đền thờ. Và khi đất nước Thái Bình thì vua Lê Thái Tông đã cho tu sửa đền thờ, phong bà là Phúc Thần Kiến Quốc Trinh Liệt Phu Nhân và cấp cho ruộng đất để hàng năm thờ cúng. Tưởng nhớ đến bà Đào Nương dùng tiếng hát diệt giặc Minh, hàng năm nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội truyền thống. Lễ hội Đào Nương được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 2 âm lịch. Phần lễ bao gồm đại lễ, tế nội tán, ngoại tán, đặc biệt là tiết mục rước kiệu bà Đào Nương từ đền vào đình làng. Lễ hội tổ chức nhiều trò chơi dân gian như kéo co, chọi gà, cờ tướng, thi gói bánh tẻ, sàng gạo, hát ả đào. Phần lễ nghi trang trọng có tính giáo dục về đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Phần hấp dẫn hơn cả vẫn là các trò chơi dân gian được tổ chức như đánh cờ tướng, thì gói bánh tẻ, thì sàng gạo và hát ả đào. Trong số các trò chơi đó thì cuộc thi sàng gạo và gói bánh tẻ là thu hút được đông đảo người xem và cổ vũ hơn cả. Không khí cuộc thi làm cho người xem cũng nôn nao nhớ cái nghề hàng sáo, nhớ cái tục tết chay của cha ông mình. Hội thi sàng gạo và gói bánh tẻ ở lễ hội Đào Nương do người dân tự tổ chức là nét rất đặc trưng của người Đào Đặng. Ngoài cuộc thi gói bánh tẻ và sàng gạo, ban tổ chức lễ hội cũng tổ chức hát ca trù hay còn gọi là hát ả đào tại sân đền nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của lối hát ca trù trong thời kỳ đổi mới. Bà Đào Thị Huệ được suy tôn là một trong những vị sư tổ của nghề hát ả đào của nước ta. Tiếp nối truyền thống quê hương dẫu còn lắm gian nan, nhưng những người nông dân nơi đây vẫn quyết tâm khôi phục, gìn giữ và phát huy cho bằng được vốn văn hóa quý báu của ông cha để lại. Những bài ca trù nổi tiếng như Hồng Hồng Tuyết Tuyết, Tì Bà Hành hay Hát Tế Thờ Trúc Hỗ vẫn được sống sinh động trong lòng người dân nơi đây bởi tiếng đàn, tiếng hát của các thành viên trong câu lạc bộ ca trù Đào Đặng. Bằng tình yêu và niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống, những nghệ sĩ không chuyên đã giữ cho ngọn lửa ca trù được cháy mãi trong lòng công chúng. Cầm tiếng sẽ hỏi ai đàn ta lặng tiếng đàn lần na làm tình nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống cách mạng. Về các sự kiện lịch sử, thường nhật, các em học sinh của trường trung học cơ sở Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đều đến thắp hương tưởng niệm và lao động làm vệ sinh cảnh quan môi trường khu di tích đền bà Đào Nương.
Ngoài ra, các em còn được ban quản lý di tích nói chuyện, tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và hoạt động giết giặc của bà Đào Nương, người phụ nữ đã có công lớn trong cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Minh vào thế kỷ thứ 15 để giữ yên bờ cõi đất nước. Đây là hoạt động ngoại khóa hữu ích giúp học sinh vừa có thể thư giãn sau những giờ học căng thẳng, vừa có thêm kiến thức thực tế hiệu quả hơn nhiều so với học lý thuyết đơn điệu mà thông qua sách vở học sinh không thể hiểu sâu, nhớ lâu. Hoạt động này đã gây cho các em nhiều xúc động, niềm kính trọng đối với những người phụ nữ Việt Nam đã góp sức mình làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Mục Tinh Hoa Phố Yến đã khép lại tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.